Xin chào tất cả các bác, chào tất cả mọi người. Chào mừng các bác và mọi người quay trở lại kênh YouTube Trang Trang TV và tôi là Hoàng Dôn. Bây giờ thì đang là 18:30, tức là 6:30 chiều của ngày thứ năm, ngày 26 tháng 10 năm 2023. Và xin thưa với các bác có thể nhìn thấy trên màn hình, chúng ta rất dễ dàng để nhận ra chữ Thành Bưởi. Và hôm nay thì xin thưa các bác một tin có thể nói rằng là mặc dù là cái Thành Bưởi nhưng nó rung chuyển cái nền vận tải xe khách của Việt Nam. Nhưng mà lý do tại sao thì chúng ta sẽ cùng đọc thông tin và chúng ta sẽ cùng phân tích nha. Cảm ơn tất cả các bác, mong rằng các bác sẽ ủng hộ cái đăng ký kênh, like video, nhấn nút thông báo. Cảm ơn các bác rất là nhiều. Đây là hình ảnh sáng xe Thành Bưởi. Chúng ta rất dễ dàng nhận thấy rằng là những chiếc xe biển xanh, biển vàng và hình ảnh của những chiến sĩ công an áo xanh. Và xin thưa với các bác, đây là hình ảnh mà chúng ta nhìn thấy ở trong với rất nhiều những thùng tài liệu cũng như rằng là việc khám xét tại trụ sở nơi làm việc. Và từ buổi chiều ngày hôm nay thì những cái tin tức này thì cũng đã là rầm rộ ở trên mạng rồi. Và đến chính thức đến buổi chiều thì cách đây khoảng tầm hơn một tiếng đồng hồ thì xin thưa với các bác, trên báo Tuổi Trẻ cũng đã đưa cái tin này. Đó là xử nghiêm nhiều hành vi chuyển hồ sơ vụ xe Thành Bưởi sang công an thành phố Hồ Chí Minh. Và xin thưa với các bác, te tại trang chủ, chúng ta sẽ cùng đọc thông tin, sau đó là chúng ta sẽ cùng bình luận là tại sao. Sau quá trình kiểm tra thì Sở Giao thông Vận tải thành phố Hồ Chí Minh đã phát hiện nhiều lỗi vi phạm của Thành Bưởi, kiên quyết xử lý nghiêm và chuyển hồ sơ sang công an thành phố Hồ Chí Minh để tiếp tục xử lý. Và chiều 26 tháng 10 thì Sở Giao thông Vận tải thành phố Hồ Chí Minh đã có thông cáo báo chí về kết quả kiểm tra nhà xe Thành Bưởi. Và xin thưa các bác thế này, có lẽ việc kiểm tra này thì có từ trước và nhiều người biết rồi. Nhưng mà việc chuyển sang cơ quan công an thì hôm nay công an đến khám xét. Như vậy thì trùng thời điểm, đây là thông báo của Sở Giao thông Vận tải chứ không phải là thông báo của phía công an thành phố Hồ Chí Minh nha. Và xin thưa các bác rằng là kết quả này thì được tham vấn ý kiến của một số cơ quan chức năng như là Thanh tra thành phố, Sở Y tế thành phố, Cục Thuế, rồi là Bảo hiểm xã hội thành phố. Tức là rất nhiều những bên thanh tra nha. Về phương án xử lý thì quan điểm là xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật đối với hành vi vi phạm. Và trong thời gian tới thì Sở sẽ tiếp tục tổ chức kiểm tra các doanh nghiệp vận tải để kịp thời chấn chỉnh và xử lý vi phạm. Đối với các hành vi của nhà xe Thành Bưởi thì thanh tra xác định rằng là tiến hành các thủ tục để xử phạt hành chính, đồng thời là xử lý hành chính các vi phạm của lái xe. Còn đối với các hành vi có dấu hiệu vi phạm pháp luật được phát hiện qua công tác kiểm tra thì thuộc thẩm quyền xử lý của Sở Giao thông Vận tải thì sẽ được chuyển đến công an thành phố và các nơi có chức năng để mà liên quan. Các điều đáng chú ý thì theo kết quả kiểm tra thì báo cáo với các bác rằng là số chuyến rồi vân vân, rồi dữ liệu của giám sát, thiết bị giám sát hành trình thì trường hợp mà lái xe có thời gian lái liên tục là quá 4 giờ, rồi là vi phạm thời gian lái xe trong ngày là quá 10 giờ theo quy định của luật này. Và một số trường hợp thì không sử dụng thẻ nhận dạng lái xe để đăng nhập thông tin vân vân, để mà có nhiều trường hợp xe là vượt quá cái tốc độ quy định và thậm chí là đến hàng chục ngàn lần. Xin thưa với các bác, các việc vi phạm của các hãng xe thì tôi xin chia sẻ với các bác thế này. Các việc vi phạm của các hãng xe thì không phải là người dân mới đây mới biết, mà thực tế thì bất cứ ai đi xe thì cũng đều biết cái việc này rồi. Mỗi lần lên xe là một lần rất là khủng khiếp. Tôi đã có lần, tôi xin thưa với các bác, là đi xe từ Vĩnh Yên về Hà Nội thì một cái xe limousine thôi, thì xin thưa với các bác rằng là kinh khủng khiếp. Mình lái xe thường thường là mất khoảng một tiếng đồng hồ cho 50 km, nhưng với họ thì nhiều khi chỉ mất khoảng 40-45 phút. Tất nhiên thời gian rất là lâu rồi. Kinh khủng khiếp, veo 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 như những tay đua đường phố. Có một lần cũng đi xe khách từ cách xa xa hơn, từ Phú Thọ đi về, thì để tôi đã phải có một cái trường hợp là thót tim khi mà có một xe phía trước là gặp sự cố và cuối cùng là lái xe là phanh két như thế này, sau đó lạng ra. Tóm lại là xin thưa với các bác, cái việc mà không xảy ra vi phạm thì tất nhiên là nói về trình độ lái xe thì cũng ok, nhưng mà nó làm cho tôi là tim như rụng ra ngoài luôn. Có lẽ những cái việc cảm xúc cảm nhận của tôi khi đi xe, các xe lái xe, các xe khách ấy, thì nhiều người sẽ có chung cái cảm nhận.
Tôi tin rằng là nhiều người có chung cái cảm nhận. Và việc vi phạm tốc độ, vi phạm luật giao thông là gần như là công khai. Thế nhưng mà rất hiếm khi chúng ta thấy rằng là họ bị xử phạt. Thật sự là rất khó, hiếm khi. Thậm chí rằng là khi chúng trong cánh lái xe chúng tôi đi ấy, thì có nhiều người bày cái kinh nghiệm rằng là mình cứ đi theo cái lái xe đó. Ví dụ lái xe chạy nhanh vân vân gì đó thì y rằng là chỗ đó là không có kiểm tra kiểm soát, mình cứ đi theo là được, cứ kiểu như vậy. Rồi có những cái tín hiệu riêng thông qua những việc nháy đèn, rồi là việc bán khách bướm khách. Sau này thì người ta siết chặt quy định bằng cách rằng là yêu cầu là không được lái quá 4 tiếng đồng hồ một lần, sau đó là phải nghỉ ngơi và sau đó là một ngày thì không được quá 10 tiếng. Tuy nhiên thì xin thưa với các bác là vẫn vi phạm thường xuyên. Thế rồi chúng ta thấy rằng quy định nhé, về phát tốc độ thì các quy định rằng là đều các xe đều có cái hộp GPS, tức là thiết bị giám sát hành trình. Và ở đây người ta có thể rằng là giám sát, gọi rằng là các xe vi phạm tốc độ. Thế thì dữ liệu này có không? Có chế tài xử phạt không? Có, nhưng nó có độ trễ. Nhưng nó có độ trễ. Có những xe nó vi phạm đến tận là mấy chục nghìn lần, mấy chục nghìn lần nhưng mà không bị sao cả. Để rồi nó xảy ra những cái việc bi kịch như là Thành Bưởi, một chuyến xe mà rất nhiều người đã mất mạng oan. Mất mạng oan bởi vì trong tại cái khu vực mà chỉ được chạy là 50 km/h thì xe Thành Bưởi đã chạy mức độ là 69 km/h, tức là vi phạm quá rất là nhiều, rồi là vượt ẩu dẫn tới va chạm và nhiều người đã bị thương vong. Ông Thành Bưởi, ông chủ của lái xe Thành Bưởi trước đây còn rất là nổi tiếng, không ai xử phạt được tôi đó, tức là vỗ ngực rằng là không ai dám động đến tôi. Thế thì bây giờ là có người động đó, có người động đó. Thế nhưng mà nếu như không có cái vụ tai nạn đó, nếu như mà không có cái sự lên tiếng của báo chí rồi rất là nhiều người, không có những người mà vạch mặt của ông lái xe đó, của ông chủ đó, thì có lẽ những tình huống như thế này sẽ không bao giờ được xảy ra. Thế nhưng mà không chỉ có Thành Bưởi mà hầu hết các hãng xe đều như vậy. So sánh cái việc mà dữ liệu hành trình thì nhiều chứ, đâu chỉ có Thành Bưởi đâu, hầu hết. Và thường thường ông chủ của những hãng xe như thế này rất hiếm ông là lịch lãm, mà đều như kiểu là chúng ta thấy rằng là có nhiều ông là dân như kiểu dân đầu bò đầu biếu, toàn là anh chị em xã hội cả, rất là kinh khủng. Thế thì mãi sao không giải quyết thì chứng tỏ rằng là chúng ta chưa làm nghiêm từ đầu, để đến bây giờ khi mà hậu quả xảy ra rồi thì chúng ta mới bắt đầu đi xử lý. Nhưng dù sao thì xử lý bây giờ thì vẫn còn hơn là không xử lý. Nhưng qua đó thì nó có một lời cảnh tỉnh, đó chính là cái việc mà buông lỏng quản lý từ rất nhiều cấp. Thì buông lỏng quản lý như thế này, chúng ta đã thấy buông lỏng quản lý trong trật tự xây dựng thì đến bây giờ nó xảy ra cái vụ ở chung cư mini, và bây giờ nó tồn tại rất nhiều và rất khó xử lý. Buông lỏng quản lý trong lĩnh vực mà vận tải xe hành khách đường dài như Thành Bưởi này thì nó xảy ra rất là nhiều những vụ tai nạn. Việc buông lỏng quản lý chúng ta thấy được rất nhiều và hậu quả xảy ra thì cũng rất là thảm khốc. Hơn 50 người trong vụ cháy tại chung cư mini Hà Nội cũng giống như là rất nhiều của những hành khách vô tội ở trong chuyến xe của Thành Bưởi. Vậy thì buông lỏng quản lý như vậy là họ buông lỏng do họ lười làm việc, tức là đáng nhẽ họ phải đi kiểm tra thì họ lười, họ nằm nhà họ ngủ, hoặc là đến cơ quan họ đánh bài, hoặc họ lướt mạng lướt web xem Ngọc Trinh vân vân. Hay là buông lỏng quản lý là mắt nhắm mắt mở, có mắt nhưng không nhìn thấy, có tai nhưng không nghe thấy, có tay nhưng mà không ký biên bản xử phạt đó, đúng không? Để mới xảy ra một cái sự tràn lan như hiện tại. Trong thời kỳ 10 năm thì thật sự rằng là cái chỗ này không thể nào mà hầu như ai cũng có thể cảm nhận được. Cái cảm nhận của tôi đó là chúng ta cái việc mà đường dài như thế này thì nó từ rất là lâu rồi chứ không phải là mới. Rồi việc tranh giành khách, rồi việc là bán khách đang đi giữa đường phát cái là lùa khách xuống, chuyển khách từ xe này sang xe khác, nó giống như là lừa đảo luôn, đúng không? Thế rồi giành khách bán khách, rồi là vượt ẩu, rồi nguy hiểm gây tai nạn rất nhiều. Ôi, nhưng mà dù sao đây cũng là một cái tôi nghĩ rằng là kiểm tra Thành Bưởi là hợp lý, và
chúng ta chờ đợi cơ quan chức năng làm nghiêm, chứ nếu không anh Thành Bưởi là anh lại bảo câu rằng là chả ai động được đến tôi cả, chả ai động được tới tôi, kiểu kiểu thế đúng không? Cảm ơn tất cả các bác, chúc các bác một ngày tốt lành.